Xin chào cả nhà nghe. Hôm nay mùng 1 năm mới, mình đến chùa Tường Vân, chùa thầy Thích Phước Tiến nha cả nhà. Hôm nay Phật tử đến chùa rất là đông luôn cả nhà. Đây, quá đông luôn cả nhà. Mình đến chùa cầu tài lộc, cầu sức khỏe, xin lộc đầu năm nha cả nhà. Mời cả nhà theo mình đến chùa nha, và chia sẻ cho chị em cùng xem cảnh chùa của thầy Thích Phước Tiến nha cả nhà. Và năm mới mình chúc cả nhà thành công, nhiều sức khỏe, tiền vô như nước, tiền ra như giọt cà phê nha. Rất là đông luôn cả nhà, cảnh chùa của thầy rất là đẹp luôn. Đây, tu viện Tường Vân nha cả nhà. Hôm nay mùng 1 năm mới, khách đến rất là đông luôn cả nhà. Bao nhiêu đây? Tường Vân của thầy Thích Phước Tiến nha cả nhà. Hôm nay mùng 1 năm mới, khách đến quá đông luôn cả nhà ơi. Mình đến chùa Tường Vân nha cả nhà. Năm mới cầu tài lộc, cầu sức khỏe nha. Đây là xung quanh cảnh của chùa thầy. Chữ lộc.
Dạ không hả? Đâu chùa của thầy rất là rộng lớn luôn nha cả nhà. Đây phía sau này là có đãi ăn chay á. Nhưng mà mình không biết là hôm nay ăn chay món gì nha. Giờ mình xuống phía sau đó, hôm nay chùa đãi món chay gì nha cả nhà. Vừa rồi chúc mừng năm mới trong gì? Đây cây cây hoa mới rất là đẹp luôn. Cái gì? Quý Bảo chúc mừng năm mới. Thầy đang giảng pháp ở trên tầng trên đó cả nhà. Chùa của thầy rộng lắm. Khách đến rất là đông luôn. Đây là phía sau nha, có đãi ăn á cả nhà. À, bên đây là nước. Hôm nay món chay gì đó cô? Bún riêu chay. Bún riêu chay ngay cả nhà. À, mời cả nhà đến chùa Tường Vân lại Phật rồi ăn bún riêu chay. Đúng không? Rồi, nấu nấu một nồi bún bự quá hả cô hả? Hôm nay đến chùa ăn chay. Để người ta ngon một con cá kết hợp với một cái cam chi. Đây là bún riêu chay nha cả nhà, là kết hợp của cam chi. Hôm nay khách đến chùa rất là đông luôn. Hôm nay là năm cam là giá mà chi là tình kết hợp lại là chúng ta có hết. Nhưng mà có người ta cái lực nội tâm cái khuất huyết của người đó là đi qua. Đang làm món gì á chị? Cải á chị. Cải xào hả? Dạ. Này đãi Phật tử hả? Bữa nay bún riêu chay ngon. Dạ. Cơm trưa thì cơm trưa. À cái này làm chuẩn bị cơm trưa hả? Hôm nay chùa thầy nấu bún riêu chay ngon. Đây là phía sau nhà bếp nè. Mấy cô công quả làm mà. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy chúng ta cần phải tôi luyện hay là nghĩ ra được những cái cách để giúp đời mình trở thành người có năng lực, có sự khôn ngoan, có sự thành tựu, có đủ bạn. Đây là cái cách dành để cho chúng ta có hiệu quả hơn cho cái nhà. Vậy thì bây giờ chúng ta nắm chắc tình hình trên cơ bản chung chung nó là làm gì, nắm chắc là có cái gan cây có cái gan cây và đi chơi. Ủa con này hả? Con này hả? Không, cho mà con chơi chảo nãy không giờ đi trước anh chứ mày là đó mày cứ gì nha. Cổng chùa nha cả nhà, rất là đông luôn.
nay mùng 1 năm mới mình đến chùa Tường Vân, chùa của thầy Thích Phúc Tiến nha cả nhà. Cầu sức khỏe, xin lộc đầu năm nha cả nhà. Rồi năm mới mình chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, thành công, tiền vô như nước nha, tiền ra như giọt cà phê. Mời cả nhà theo mình đến chùa và chia sẻ cho chị em cùng xem cảnh chùa của thầy Thích Phước Tiến nha cả nhà.